Dạ rồi em xin phép chào anh. Dạ. Anh có thể giới thiệu anh tên là gì? Dạ, tôi tên là Nguyễn Văn Rớt. Anh Rớt ha? Dạ. Anh Rớt là quê quán ở đâu? Quê quán ở Thuận, Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ. Là anh mới từ Kiên Giang anh lên Bình Dương. Đúng rồi, mới Kiên Giang lên. Anh đi hồi nào anh? Đi hồi 8 giờ tối hôm. 8 giờ tối hôm qua. Dạ. Anh đi xe khách hay là Honda? Đi xe khách. Xe khách của mà Trúc Phương. Dạ. Từ Kiên Giang lên Bình Dương xa không anh? Mấy trăm cây số anh? Dạ. Mấy trăm cây, không có đón được mấy trăm cây, nhưng đi một đêm đó. Một đêm. Dạ. Rất xa đúng không ạ? Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ là tìm giùm con trai của em tên là Nguyễn Mỹ Hoàng, tên thường gọi ở nhà gọi là Hoàng Lĩnh. Nó bỏ nhà đi bữa nay nó đúng một tuần rồi, không liên lạc được. Con trai nhà mình nhiều tuổi chưa anh? Con trai năm nay 23 tuổi rồi. 23 tuổi à? Dạ. Nhưng mà nó rất là hiền. Nó hiền lắm, nó không đi đâu chơi hết á. Rất ngoan đúng không ạ? Dạ. Con trai nhà mình đi là đi tại Kiên Giang hay đi ở đâu anh? Đi tại Kiên Giang anh. Trước kia con trai nhà mình ở Kiên Giang là làm công việc gì ạ? Tất nhiên là tiếp ở nhà đi làm mướn đồ này kia, với ở nhà tiếp gia đình vậy hả? Anh trai được mấy người con đây? Em được 2 người. Và em này là con thứ mấy? Con thứ 3 gia đình. Là được 2 người con hả? 2 người con. Vậy là em này là em út. Dạ, đơn út. Trước khi bỏ đi á, con trai nhà mình có mang theo thứ gì đi không? Có mang theo cái thẻ căn cước với một chiếc xe mà cái dạng linh hao cũ, ngày xưa rất là cũ rồi. Con trai nhà mình có bao giờ mà cái thời điểm mà những cái ngày gần cái ngày bỏ đi, có bao giờ con trai tâm sự với anh là muốn đi đâu đó đi làm việc hay là như thế nào không? Không có tâm sự nó đi làm gì hết trơn á, nhưng mà nghe thông tin lại là đi chơi trong điện thoại á, là nói với mấy người bạn, mấy người đứa ở xóm nó có quen với người nào ở Tây Ninh á. Trời đất ơi, nói quen trên mạng á vậy đó hả? Rồi sau đó như thế nào nữa anh biết được nữa? Biết có gì thông tin vậy thôi, chứ ngoài ra là bình thường, biểu hiện bằng ngày cũng bình thường, chứ không có gì mà để cho con nó để ý định nó muốn đi hết trơn. Trước đó gia đình nhà mình có xảy ra vấn đề gì không ạ? Dạ không. Có chuyện gì không? Dạ không, bình thường. Không à. Dạ. Và lần này đi là con nhà mình quen, như anh chia sẻ là con nhà mình quen một người trên mạng xã hội. Dạ. Và người đó quê thì ở Tây Ninh. Dạ. Từ ngày đi tới giờ thì gia đình nhà mình có liên lạc được với con không? Tất cả các số điện thoại không liên lạc được. Kể cả số mượn số điện thoại lạ điện lại cho con cũng không được luôn. Con trai nhà mình đã có gia đình gì chưa anh? Dạ chưa anh. Chưa đúng ạ. Dạ. Vậy là tới giờ phút này là không có một cái thông tin, dạ, tin tức gì, dạ, là một tuần rồi ạ? Dạ. Trong quá trình một tuần gia đình nhà mình đi tìm kiếm con ở đâu chưa anh? Dạ cũng có đi tìm ở dưới vòng vòng quê lên tỉnh rồi tìm vậy thôi, chứ còn chưa có đi đâu xa hết. Không thấy, không biết được, dạ, đi đâu đúng không ạ? Dạ. Tới giờ phút này anh đang nghi ngờ con nhà mình đi lần này là anh sợ nhất điều gì? Và nghi ngờ lý do chính để con nhà mình bỏ nhà đi là điều gì? Sợ lý do chính là tại vì chơi trên điện thoại và mạng xã hội dụ dỗ nó đi làm, rồi sợ là sợ đưa đi ra biên giới là mua bán này kia vậy thôi, chứ ngoài ra này, nếu trong nước thì mình cũng không đến đổi sợ không. Trước kia con nhà mình đã từng bỏ nhà đi làm như vậy chưa? Chưa, nhỏ lớn chưa đi. Chưa đi là dạ, chỉ vòng vòng ở trong Kiên Giang ở quê thôi. Dạ dạ, vòng vòng quê ở huyện thôi, chứ ngoài ra là tỉnh cũng chưa đi. Trời đất ơi, con nhà mình trước kia học hết lớp mấy anh? À, học hết lớp 8. Học hết lớp 8. Dạ. Và sau đó thì mình nhà mình không có điều kiện để cho con học, hay là khả năng con học không được? Khả năng con nó học không được. Không được nên nghỉ ở nhà, dạ, phụ ba mẹ đúng dạ, không? Với nhà cũng nói gây hoàn cảnh cũng hơi khó khăn nữa, thành ra thì cho con nó nghỉ để nhà phụ tiếp. Anh năm nay là nhiêu tuổi rồi anh? Năm nay 48. 48 à, 48 mà tóc bạc hết trơn này hả? Dạ. 48 mà con 23. Ô anh lấy vợ sớm ha. Dạ. Con út là 23, dạ. Con gái đầu là nhiêu anh? Gái đầu năm nay là nó 26. 26? Dạ. Ủa, anh lấy vợ sớm, lập gia đình sớm. Dạ. Tại dưới quê mà anh. Dạ. Và bây giờ là cả gia đình đang rất là lo lắng. Dạ. Anh thì bỏ công ăn việc làm. Dạ. Để đi tìm con. Dạ. Đó là cái điều thật sự đáng buồn. Trong thời gian vừa qua anh có xem các thông tin trên truyền thông báo chí, cũng như là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã chia sẻ những video tìm việc làm trên mạng, đặc dạ, biệt là việc nhẹ lương cao, dạ, và bị sập bẫy lừa bán qua cam, anh có xem chưa? Dạ cũng có xem rồi, cũng có xem thông tin cũng có nhiều rồi, nó mới biết được bữa nay lên đây để nhờ bên đội hiệp sĩ của anh Hải tìm giùm. Anh xem anh có nói có dặn dò cho con anh biết không?
Dạ cũng có nói thường ngày, hàng ngày cũng có nói vậy đó, nhưng mà con cũng không biết làm sao. Hàng ngày thì cũng có nói vụ đi lừa đảo việc nhẹ lương cao đồ này kia cũng có nói nhưng rất là nhiều. Tới giờ phút này thì con nhà mình á, cái chiều hướng mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đang nghi ngờ là có thể quen một cái người ở Tây Ninh như anh nói, cũng có thể là những người khác ở trên mạng xã hội, có thể là dẫn dụ con của nhà mình là đi làm việc nhẹ lương cao đấy. Anh có sợ điều đó không? Dạ em rất là sợ đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà con nhà mình rất là ngoan, rất là hiền, nghe lời ba mẹ, không có lý do gì, nếu mà đi làm ở bên ngoài hoặc đi chơi đâu đó thì không có lý do gì mà lại không nói cho ba mẹ biết hết, đúng không ạ? Kể cả ngày đi, ngày đi nếu con nhà mình mà ngoan ngoãn là phải xin phép ba mẹ rồi. Nhưng có thể rằng là quen những cái người đó, người ta sắp xếp, người ta chỉ dẫn cho con nhà anh là khi đi là đừng nói với ba mẹ biết, và khi đi gặp người ta rồi thì con nhà mình có thể là bị sập bẫy, thì cái điện thoại con nhà mình đâu được xài nữa đâu, là họ 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 giữ luôn điện thoại anh ạ. Tới giờ phút này cái chiều hướng mà bị lừa, có thể là lừa việc nhẹ lương cao và bị đưa sang cam là rất là cao. Cái này là em nghi ngờ thôi chứ em không khẳng định điều đó xảy ra. Rất là khổ. Từ đầu năm tới giờ cái tình trạng mà con bỏ nhà đi rất nhiều, càng ngày càng nhiều, và đa số rằng là toàn lên mạng xã hội đi tìm việc, hoặc là lên mạng xã hội chơi các trang mạng rồi bị những đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo bỏ nhà đi nhiều lắm anh ạ. Không riêng gì con nhà mình đâu. Bởi vì từ chỗ đó mới rất là sợ cái chuyện đó. Anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con nhà anh, con nhà mình đi. Để hy vọng con nhà mình xem được video này sớm quay trở về, anh nói đi. Nghẹn lòng. Anh bình tĩnh lại, anh nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con. Hy vọng con xem được video này sớm quay trở về. Sự đây là cái khoảnh khắc rất là buồn. Các bậc làm cha làm mẹ không ai mong muốn cái điều mà con mình xảy ra như vậy hết. Nhưng mà con thì đôi khi lại không không hiểu biết, để rồi tự ý quyết định mọi việc và xảy ra rất nhiều cái câu chuyện rất đau lòng. Rất hy vọng rằng con trai của anh xem được video này đang ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu trường hợp tới giờ phút này mà bị sập bẫy việc nhẹ lương cao, cùng phải liên hệ về với ba với mẹ, đặc biệt là để cho ba mẹ có cách, có hướng, có kế hoạch để đưa con trai mình về. Em trai nếu xem được video này, thấy ba của em lặn lội từ Kiên Giang một quãng đường rất xa để về đây nhờ các chú các anh đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì em cho dù bây giờ là em đang ở đâu đó, trong hoàn cảnh nào, thì em cũng phải liên hệ về với gia đình, và em liên hệ về với số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng ngồi lại với ba mẹ lên kế hoạch để mà đưa em về một cách an toàn nhất nha em trai. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây lại tiếp tục là câu chuyện tìm người thân. Và đặc biệt rằng là con của anh đây là tuổi trưởng thành rồi, 23 tuổi rồi. Nhưng mà rất tiếc rằng không biết chơi các trang mạng xã hội và nghe những cái người ta người người dụ dỗ đi nói như thế nào mà lại bỏ nhà đi. Một tuần này là không có thông tin liên lạc gì với em trai. Thì rất mong video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được thông tin tin tức của em trai này ở đâu, để em đưa em trai này sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để anh em giúp em trai sớm quay trở về gia đình một ngày gần nhất. Rồi anh trai còn điều gì chia sẻ không? Dạ em nghẹn lòng rồi đúng không ạ? Hôm nay anh về đây một quãng đường rất xa để nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Tôi rất là đồng ý ạ. Dạ. Chúc anh thượng lộ bình an về Kiên Giang, và cái điều đặc biệt là con trai anh sớm xem được video này để quay trở về một ngày gần nhất anh trai nhé. Dạ. Dạ Trước xin. hết thì em xin cảm ơn đội hiệp sĩ của anh Hải trước ạ. Dạ. Dạ xin phép chào anh, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc tất cả cô chú anh chị luôn thật nhiều sức khỏe, và rất mong muốn là tất cả cô chú anh chị hãy cùng luôn đồng hành cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp
những chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công và tốt đẹp hơn. Em không biết nói gì hơn thì em luôn luôn ghi nhận sự đóng góp công ơn của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất là nhiều. Em xin phép xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.